Ok, dừng lại video này, mình hỏi bạn một chút này. Có phải bạn đang khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, hay là bạn đang bí về ý tưởng làm nội dung, hoặc là đơn giản là sản phẩm dịch vụ của mình đến thời điểm này vẫn chưa đưa lên Internet, vẫn chưa đưa lên các nền tảng video ngắn, hoặc là mình không có kỹ năng về quay phim, không có kỹ năng về biên tập phim đúng không nào, hoặc là thiếu sự tự tin trước ống kính? Chắc chắn rồi, và nếu như bạn đang gặp vấn đề đấy thì video này dành cho bạn. Trong 3 buổi tới đây thôi, mình có một chương trình hoàn toàn miễn phí trong 3 buổi tối và học online. Thông qua chương trình này, mình sẽ giúp đỡ bạn. Thứ nhất là bạn có thể định hình cho mình một phong cách thương hiệu cá nhân đặc biệt, mà bạn có thể xây dựng cho mình một cái hình tượng đó, và có thể đưa cái sản phẩm dịch vụ của mình lên trên Internet bằng những cái video ngắn. Và đặc biệt, bạn sẽ có một kho ý tưởng không giới hạn, không bao giờ hết được ý tưởng nha. Và chỉ đơn giản với một chiếc điện thoại smartphone, bạn có thể tự quay những cái thước phim hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu view, và đặc biệt là nhắm được đúng cái tệp khách hàng tiềm năng mà bạn muốn hướng đến. Ngoài ra, những kỹ thuật biên tập video đỉnh cao chỉ với một chiếc điện thoại đó, bạn sẽ có những thước phim video ngắn chinh phục và thu hút người xem. Và tin mình đi, sau 3 buổi này, bạn sẽ được trang bị hoàn toàn những kỹ năng mới. Bạn sẽ trở thành một con người mới, tự tin hơn và không bao giờ hết ý tưởng để xây dựng cho mình một nền tảng video ngắn. Và sự nghiệp kinh doanh của bạn chắc chắn sẽ thay đổi thông qua chương trình này. Và đây là khóa học lần thứ 19 hoàn toàn miễn phí của Nguyễn Anh Tùng. Và nếu như bạn quan tâm đến chương trình này, hãy bấm vào phần link đăng ký mình để trong phần mô tả, trong nút đăng ký hoặc trong phần bình luận của bài viết này. Và lưu ý này, chỉ duy nhất 30 vé. Nếu như bạn đăng ký bây giờ thì nó miễn phí hết 30 vé. Chương trình sẽ hoàn toàn đóng lại và thu phí. Hãy nhanh tay, bấm vào nút đăng ký.